Nhưng mà em thấy không bao giờ nấu ăn cho bạn Nam đâu. Bạn Nam phải chiều em chứ. Đúng rồi, phải chiều chứ. Phải nấu ăn cho người con gái mà mình yêu. Tuy nhiên, đấy là với những cái người con gái mà hay nấu ăn cho mình thôi. Chứ còn đối với những cái đứa mà kiểu không thể nấu ăn thì mình vẫn sẽ nấu cho ăn. Nhưng mà cho ăn cứt. Chồng là sẽ dọn ra ở riêng. Còn nếu mà phải chăm lo cho ba mẹ chồng á thì em kiếm bạn trai khác. Bên hiếu và bên tình. Bên hiếu rõ ràng là nặng hơn. Ở riêng cũng được đấy, nhưng mà mở cái mồm ra nói cái câu là không bao giờ chăm lo cho bố mẹ chồng thì xin mời em. Em muốn bạn Nam chi tiền cho em để em đi mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Trai cho tiền mình đi đầu tư rồi mình lại chi tiền cho trai. Em thì cũng rất là khôn, nhưng mà bọn con trai thì chẳng có đứa nào nó ngu như thế cả, đúng không? Đào mỏ thì cũng phải đào từ từ thôi, chứ đào mỏ mà lại khôn như em thì quên đấy. Bệnh khôn lỏi chết trước bệnh tim đấy các em ạ. Chà là cả. Đến lần thứ ba em mới bắt đầu hành xử, chứ không phải là lần thứ hai anh quên ví mà em đã say bái bai với người ta. Thì xin lỗi, em yêu chó cho xong. Đã là đàn bà thì ở bếp núc thôi, còn tiền nong thì để đàn ông lo chứ. Sống theo cái triết lý này thì làm sao mà thoát khỏi được cái tư duy ao làng, cứ dựa dẫm vào đàn ông, rồi đến lúc họ chán họ lại đi theo người phụ nữ khác thì lúc đó mới ngồi ra khóc. Đàn ông đúng là có trách nhiệm là phải lo toan cho gia đình, có sự nghiệp phải cao hơn phụ nữ. Tuy nhiên làm gì có cái chuyện ở đâu ra mà đã là thế này thì được hưởng những cái quyền như thế kia vậy. Giả lập. Ok, để được yêu em, anh sẽ tự giác mua tặng em một chiếc túi. Chiếc túi thang hiệu có tên gọi là căn củ cọt. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho nữ quyền. Đàn bà không phải làm việc, đàn ông sức dài vai rộng phải làm hết việc nhà. Lúc nào thì cũng đòi bình đẳng giới. Tuy nhiên, khi mà có việc khó, việc nặng thì lại bảo là đàn ông phải làm những việc đấy, phụ nữ của chúng em là chân yếu tay mềm. Ủa, sao mâu thuẫn vậy? Bí từ thì bảo bố mày chỉ cho vài skill để mà cãi nhau với bố mày, chứ lúc nào cũng thằng đàn bà với cái thằng mặc váy. Bố mày mặc váy nói chuyện mày luôn đấy. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin của nhà cấp 4. Theo như một nguồn tin mà chưa được kiểm chứng thì những ai chưa like, share và subscribe cho kênh YouTube của nhà cấp 4 thì sẽ phải like, share và subscribe ngay bây giờ. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày tốt lành nhé.